Thế à đây ờ tao chỉ mới ta ấy anh đã lan mạng thôi kia mưa rồi gửi về nhà 200 để tôi mua gạo phân phát cho bà con trong cái lúc mà dịch bệnh khó khăn này. Thì tôi cũng có giải thích với nghe bữa giờ bơ thác bia mình nữ áo mẹn ác nữ mình nữ thế một thùm nâng chẳng ác nữ ai đó đó à nâng chân chùm nghiệp bơ chân ai ta na nữ na to bò phô nâ nâng phải chạy tha mà nữ nâng cũng phung lùm bạ mẹn ủa lùm bò hơi tích á rồi đa dương na coi sống na coi sống mà nâng dương áo ạch cổ rốc á và dễ tìm nước khoa khám á trong phê lên á chân cầu tầm ơ mà phùm lên á nè khắc xe khi thôm lo xa mến phần tay tam phút cái áp bán phôn cháu nhà lùi nhà cả ai máu này đôi khi nè áp đôi khi nè với dưới ta nâng phùm thầm châm cháu bữa áp lùi của nâng nhà máu có phần châm đó nó vừa ba ở đây trong làng này hoặc là làng khác tôi nói để anh em ở nước ngoài hiểu trong làng này hoặc là tất cả những làng khác là cái mấy đứa nó trẻ trẻ đó nó đi làm ở khu công nghiệp bây giờ hầu hết các khu công nghiệp là bị phong tỏa nó tụi nó đi làm ở trên đó nó cũng không biết sống chết như thế nào không biết có cái gì ăn không thì tụi nó không có tiền để gửi về cho cha mẹ để nuôi con tụi nó à, thành thử ra có nhiều cái nhà mình thấy nó có vẻ là sang trọng lắm nhưng mà cái nhà đó cất được đó, hồi lúc tụi nó đi mấy năm trước nó đi làm được có tiền đó. Nó về nó cất cho cha mẹ với để nuôi con tụi nó nhưng mà bây giờ tụi nó làm không có tiền rồi nó ở kẹt ở trên khu công nghiệp nữa. Thành thử ra cha mẹ bắt buộc vẫn phải nuôi mấy đứa nhỏ. Không có tiền nhưng mà cha mẹ dưới quê vẫn phải nuôi mấy đứa nhỏ. Thì nhiều khi tôi cho gạo tới nhiều người mà anh em coi trên này thấy có vẻ là khá giả đó. Thì khá giả thì chỉ có cái vỏ bọc ở ngoài thôi chứ ở trong là không có gì hết. Thành thử ra để tôi giải thích ở đây để cho anh em Mạnh Thường Quân xem cái clip để hiểu cái hoàn cảnh ở dưới quê là hiện giờ nó như vậy. Và cụ này có nói có hai ông bà này cũng khổ lắm. Dê ấy không bây phần nặng cho ăn thay dê. Ồ dê nó đó hả? Ồ anh xem anh cho ăn lại thay dê ngon anh nha. Ồ trẻ rừng. Trẻ rừng miền. Bạn bị vẹn miệng của nhà anh xem anh ta dồn nào mà ông nâng tiếp ngon anh nha. Đạch. Dê ta đúng không? Ủa chứ không tự át mơ tích con mình mẹ quay chạy chứ. Chị, miếng đáy ban nào có được có ai giúp đỡ không hả? Ờ, du du cái ai cả ta tự bảo cái hả? Chứ ở nơi mũi con à? Phải mấy nơi xa ăn mấy ai vậy? Không chơi nha. Mà nó chăm chân đập thế. À đây. Rồi. Tôi chỉ mới tay. Anh đã lăn mạ thôi kia mưa rồi. Hả? Nét đẹp quê hương. À, lấy vô mày lên nâng tư á. Nè, tên nơi mùi ta ấy. Tên na à. Hả? Sao mấy? Nói gì? Ở với nội hả? Không chịu đi hả? Ở nội hả? Không có gì ăn hết kìa. Dạ kìa bả đâm me ăn với cơm kìa. Đứa nào đi không?
nhỏ mặc áo hồng đi cũng được á. Đi đi. Nè, tôi có gạo nhiều lắm nè. Không đi phải không? Không đi là mai mốt không có cho gạo rồi nha. Anh ấy không? Dạ. Ừ, anh lấy vô có đồ bia vô tới ba nè. Dạ, cho bà cụ này cái nia mạnh á. Nó ai ngửi bên trong lá mũi trái luôn. Bà dữ chanh. Bà xa thú gì? À. À, xua trên mở. Nè. Nè. Nè lấy anh xua nè. Anh cho con co ba mở đồ lại vô tay phổ mẹ. Ở với phổ mới nào về thả ư nè. Nó về ư à về. Về ư về phổ mà. Lấy bao gạo lỡ đổi nó về đi với ông nha. Ồ. Nè vô bà đi nè. Này hai ông bà. Nữ về ta pin đá hả? À thùng nó cái ao hả mấy? Thùng kêu kêu. Ờ à, xả ở đây bao lâu mới xả cho gạo một lần? Một tháng cho một lần được bao nhiêu ký? Một tháng cho một lần được 5 ký ở xả của xả cho hả? À, trả cho được 5 cái gạo một tháng rồi. Hả? À, thỉnh thoảng cũng bên thị trâu người ta cũng có cho, người ta cho phiếu mình ha. À, rồi chứ ấy mưa ạch thử như đã bọc nhiều mới nè. Ê này đang dân này. Ờ à pẹ mà pẹ ấy đi. Ờ. Mà ye ye a du man. Ye a du man này. Ha ye. Dạ. Ye a du man này. Yo ca pa tum mu bom muay ơi. Pa tum muay à. Dạ. Ờ. Ye na me phỉnh. Nè, sao có vol me phỏ nè. Vậy mình mê phơi nháy xong co vô thơ ấy thiệt. Bầm xong co có ấy đi chơi bà. Hả luôn mê chai xin thử. Mơ ta chạp bầm. Ừ, xa lạp ấy mình kê chùi thay ta sắp trọng bấy. À lấy vô mê nó mà đồ có đó chân. Ta lại coi có xin thay mà ta. Đó mê mê chứ có bà ao đó lắm nè. Nói gì? Lấy cái vật năng phí năng đồ có phí bà cơ. Hả? Mình ăn hôn thiệt. Bà này chăm chấm đặt mạch. Vì mình con trai của mình nè. Con muối. Mình phôn ăn. Vợ bị tâm thần nữa hả? Chồng đi làm hồ mà giờ còn làm không? Giờ còn làm không? Đó, làm mỗi ngày nó có tiền ơi, xin gì nữa? Thì à kia nữa hả? Anh nữ miên lôi chua nhà chó, sao nữ còn ba ơi nè. Bây giờ bà cụ này phải xin cho con bà làm hầu mà con dâu thì bị tâm thần có một đứa con à, à lấy nó nâng nó chăm thêm đất vô mà chú hả tại ai xong tiền hả
nãy xin ra ai ấy xong cái bài chết khác thì bán ấy gì ao ấy nó gửi vô từ lụa bán đó anh đánh mà này cùng cùng khơi xong sủa với cái non kia mà xong ai nè ai ấy nó mới cái ai xong vô từ từ cái máu vậy ai tin ai xong vô tới ăn lụa nắng nắng ai trong khi đắp vô mà chôn.